thì vậy. Lại đông khách đến như vậy mặc dù là trời mưa tầm tã luôn á, hấp dẫn rồi phải không ạ? Nhiều như thế này Trung Quốc thì phải, nhưng mà có điều thì nó không có quá to ha, cũng khá là cách điệu, dùng những cái thùng phi ha. Đó, kết hợp với những cái là ở này là chỉ là mới cái khúc bên ngoài thôi. Mấy hồ này là sâu là tầm khoảng 2 mét. Thì vậy. Ở đây thì mình có bao nhiêu cái tum ở trên mặt nước như thế này anh? Ở đây ra 10, khoảng 8 cái à. 8 cái. Với trong khu rừng tràm nữa. Khu rừng tràm nữa. Dạ dạ. Dạ, vậy là mình tới mấy khu luôn à? Dạ dạ. Dạ, cái diện tích của mình ở đây là được bao nhiêu anh? Cái này em xây dựng mới có 6-7 công mà. Trời ơi, 6-7 công, vậy là mình vẫn còn nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Thấy nó cũng khá là to ha. Còn du khách thì sẽ ngồi thưởng thức như thế này. Ví dụ là đối với một cái tum này. Khá là ấn tượng luôn. Một chỗ. Cá chê. Cá chê, ok. Wow, vậy là cái này khách câu. Dạ đúng rồi. Ok. Còn đối nếu mà khách câu mà được cá rồi như thế nào? Mình bán cho khách hay chế biến hay như thế nào em hả? Cá lớn khách muốn ăn thì đem vô chế biến. À, thì... anh chị em có thể xem ha. Dạ đó, như thế. Cái đường đi ra cái khu vực mà tràm ở phía sau này thì được thu hoạch. À, khá là độc đáo luôn. À, để em xem cái quá hấp dẫn luôn. Ok, thank you. Rồi. Quay em chưa? Có quay em chưa? Dạ có chứ. Hello. Chào anh. Rồi, anh đến từ đâu? An Giang. An Giang. Ok. Anh từ đâu mà anh biết về khu du lịch này? Vui chơi, nghe người ta nói đồn nhiều nè, mấy số. À, rồi anh cảm giác như thế nào về cái khu vui? Chỗ này là vui nhất. Đầu tiên là cảm nhận của anh là cảm vui nhận nhất. Là mát mẻ nè, vui. Mát mẻ, vui. Ừ. À, anh tên gì ạ? À? Trung. Anh Trung. Ok, anh Trung đến từ An Giang. Rồi. Dạ, anh ghé xuống đây là từ lúc nào tới giờ? 4 giờ đi đó. 4 giờ đi. Lúc đó anh đi là trên An Giang có mưa không? Có anh. Có mưa. Rồi xuống đây là tới mấy giờ anh Trung hả? Ghé là tới Sóc Trăng là uống cà phê cà pháo rồi mới tới đây. À, quán này thấy quá ngon rồi. Quá ok. Rồi mà anh em nào có xuống thì ủng hộ giùm nha. Dạ. Rồi đồ ăn thì như thế nào anh? Quá ngon, không? Ngon ngon. Ngon lắm đúng không? Ngon là... Dạ, đi từ An Giang 4 giờ rẻ nữa. Dạ. Ok, rồi thôi chúc anh Trung vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn anh. Cho anh coi ké với cái món này là món gì? Cái này là thịt chuột. Còn cái này? Cái này là cơm khóm. Cơm trái khóm đúng không? Dạ. Ok, cảm ơn em. Dạ. Rất là hấp dẫn luôn. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà và quý vị. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2022. Hiện tại bây giờ mình đang ở tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Trong buổi trưa chiều ngày hôm nay, mình sẽ cùng chia sẻ giới thiệu với anh chị em cô chú bác về một cái điểm du lịch sinh thái mới được khai trương vào khoảng thời gian giữa tháng 9 ở tại thành phố Sóc Trăng. Mình thấy đây là một trong những cái nơi du lịch sinh thái mà trước tiên là có tên là khu du lịch sinh thái rừng tràm Cậu Út. Mình thấy được rất là nhiều anh chị em, cô chú bác ở tại Sóc Trăng là đi đến đây luôn. Thành ra là mình cũng muốn chia sẻ chi tiết với anh chị em, cô chú bác về cái điểm du lịch này. Để mà khi ghé Sóc Trăng thì chúng ta sẽ cũng có một cái chỗ lựa chọn ha. Để cho du khách có thể lựa chọn. Thì cái điểm du lịch sinh thái rừng tràm Cậu Út nằm tại ở đường Dương Kỳ Hiệp, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Thì khu vực này cách trung tâm thành phố Sóc Trăng chắc khoảng là 4 km.
Dạ rồi, thì ngay chỗ là cái bảng chỗ này ha. Thì chúng ta sẽ quẹo qua bên trái nè, để chúng ta đi đến cái điểm du lịch này. Trời thì từ hồi khuya tới giờ mưa gần như là xuyên suốt luôn. Bây giờ thời điểm hiện nay thì trời vẫn còn mưa râm râm, nhưng mà mình cũng cố gắng chia sẻ với anh chị em cô chú bác, tại vì chúng ta cũng đã xuống tới đây rồi, thì dù gì thì chúng ta cũng phải cố gắng một chút xíu để chúng ta biết thêm về những cái điểm du lịch ha, hoặc là những cái nơi ăn uống. Thì đầu tiên là cái đường này nó khá là lủng lỗ, chạy nó dằn dằn. Và ở bên đó là nguyên một cái khu rừng tràm nè, còn ngoài này là cái cánh đồng lúa nè. Cái đường này nói chung thì cố gắng chạy thì cũng được, tuy nó hơi trơn nhưng nó hơi lồi lõm tí. Dạ, thì chúng ta chạy ngay chỗ khúc đó, chạy vô đây khoảng 100m thôi thì chúng ta sẽ thấy cái bảng đây. Cái bảng này thì đề cũng khá là rõ ràng là ẩm thực sinh thái rừng tràm Cầu Út, số 799 đường Dương Kỳ Hiệp nối dài, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Dạ, là đây là cái điểm mà chúng ta sẽ cùng vô tham quan, cũng như là cùng tìm hiểu về cái điểm du lịch sinh thái này. Mình thấy đài khai trương, có một cái bảng khai trương là đề ngày 10 tháng 9 năm 2022. Bữa nay là ngày 8 tháng 10 và cũng gần một tháng rồi. Mặc dù là trời mưa rất là dữ dội luôn, nhưng mà cái điểm du lịch sinh thái này á rất là đông khách. Mình phải nói là sáng giờ là trời không ngưng mưa luôn đó. Bây giờ thì mới bớt mưa một tí thôi mà cái số lượng mà khách ở trong đây rất là đông. Dạ rồi. Rồi anh chị em cô chú đợi mình tí nha. Dạ rồi, khi mà chúng ta chạy vào thì có các bạn nhân viên ha, cũng chỉ cho chúng ta chỗ để xe. Thì ở đây mình thấy là cũng có một vài cái sản phẩm mà bán ở đây, như là ổi nè, chôm chôm nè, nhãn nè, dạ, chân gà thì phải, rồi mắm ha, nước ngọt vân vân. Mình thấy là mặc dù là trời mưa từ hồi khuya tới giờ luôn mà số lượng khách ở tại chỗ Cầu Út này là quá đông luôn á, khá là bất ngờ. Mình không nghĩ là một cái điểm du lịch lại đông khách đến như vậy, mặc dù là trời mưa tầm tã luôn á. Thì trước tiên thì mình có thể thấy được là cái bãi giữ xe bên tay trái là xe máy, mà bên phải là ô tô. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái loại trái cây ở đây nè đang cũng cho trái nè. Ví dụ như này là những trái vú sữa. Thời điểm hiện nay á là đầu mùa đó, có vú sữa như vậy là cũng rất là hấp dẫn rồi phải không ạ? Ngoài ra đó, kế bên đó là mình có thấy được ở chỗ này là cái cây sung. Cây sung cũng có rất là nhiều trái ở đây. Đây, anh chị em có thể xem với mình ha. Nếu mà anh chị em đang xem mà có bị nhòe thì cũng thông cảm giúp cho mình nha. Tại vì trời cũng đang mưa, còn mưa lắc tắc á. Nó là sung nhiều như thế này. Nhà nó xuống tới dưới gốc luôn. Rồi ngoài ra thì mình đi tới đây một tí thì mình thấy là có những cây dừa sim lùng ha, nó thấp thấp như thế này nè, mà trái thì nó cũng đang ra. Và ra kế nữa thì chúng ta có một cái cây mận. Đây hai cây vú sữa nó không to lắm nhưng mà trái thì nó cũng đã có rồi. Bên đây là chỗ ăn uống nè của du khách nè. Ô, mận bây giờ đang ra rất là nhiều luôn. Đây anh chị em cô chú có thể thấy ha. Mận này là giống mận An Phước thì phải, nhưng mà có điều là nó không có quá to ha. Đây, mận như thế. Rồi chúng ta xem cái khu, xem khu vực mà ngồi ăn uống như thế này ha. Hiện tại thì mình thấy cũng có khá là nhiều những du khách đang ngồi ở cái khu vực ở ngoài đây. Ừ.
Ở đây thì mình thấy có thể thấy là một cái chỗ ngồi, có thể là ngồi được hai người ở ngoài này chị bạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái ao ở đây. Mình thấy ở cái khu vực bên đây là nuôi cũng khá là nhiều những chú gà, gà trống bên đây nè, bên phía này. Đó, thì cái chỗ mà ngồi ăn uống chúng ta là sẽ được nằm ở một cái góc ở bên đó. Trời bắt đầu mưa to hơn rồi, to hơn lúc nãy rồi. Anh chị em cô chú có thể xem ha, về những cái chỗ ngồi, những cái bàn ghế cũng khá là cách điệu, dùng những cái thùng phi ha. Đó, kết hợp với những cái gỗ ghế để tạo ra những cái bàn, cái ghế dựa như thế này. Xe quá là nhiều luôn. Anh chị em cô chú có thể xem nè. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi tới cái khu vực tiếp theo ha. Chúng ta xem một tí về cái khu vực ngồi ăn uống ở chỗ này. Là ở này là chỉ là mới cái khúc bên ngoài thôi. Mình thấy có những cái biển số nè. Ở Sóc Trăng thì có 3 chiếc ha, ở An Giang 1 chiếc, thành phố 51. Rồi chúng ta hãy cùng vào tới cái khu vực tiếp theo. Sao chú mặc áo mưa vô, ướt nhẹp vậy? Đó thì đây là cái chỗ ngồi ăn uống của chúng ta đầu tiên ha. Để mình xem, nếu mà nói về rừng tràm thì mình nghĩ là về những cái chỗ ăn uống ở đây là cái đặc trưng là chúng ta sẽ ngồi với những cây tràm. Thế mình nghĩ là như vậy thôi, không biết đúng không. Thì chúng ta đi từng bước từ từ. Rồi mình sẽ giới thiệu về những cái món menu ở đây để cho anh chị em, cô chú bác có thể cảm nhận ha. Ở đây thì cái tum số 1 nè. Tum này thì mình thấy có 3 cái bàn ở đây. 3 bàn ở đây có thể là được là 12 khách. Có thể là nhập những cái bàn này lại nha. Rồi, cái khu vực này thì mình thấy là khu vực cái quầy tính tiền cũng như là với lại chỗ nhà bếp á đang khá là tấp nập. Ở đây thì mình thấy hình như là những cái chú ếch là được trồng ở dưới này nè. Ếch ha, với những chú cá khác nữa. À, thì ra là cái điểm đặc trưng là cái chỗ ngồi trực tiếp ở trên cái mặt nước như thế này. Đó, chỗ này là chỗ nhà bếp. Nhà bếp thì đang khá là bu bu đó. Tại vì khu đó là cái lóc miếng chua nha. Thì ra cái điểm nhấn là nằm chỗ này, người ta gọi là cái làng bè. Làng bè này thì mình thấy có đề là cái hồ này là sâu là tầm khoảng 2 mét. Thời điểm hiện nay thì mặc dù là trời mưa lắm nhưng mà gần như là những cái chỗ mà ăn uống của du khách ở đây là cũng đang khá là bích thì vậy. Giờ đây, những cái chỗ ngồi mà trên mặt nước như thế này ha. Ủa, anh cho mình hỏi là nếu mà ngồi như vậy rồi, nếu mà lỡ nước lớn nó có lên được ở trên đó không ạ? Không, không, không. Mưa mấy bữa nó mới vậy chứ bình thường nó giật xuống à. À vậy ha. Dạ. Vậy là coi như là nước lớn đây là mức độ tối đa. Đúng rồi, tối đa đó. À, dạ. Anh là chủ ở bên đây à? Dạ, đúng rồi. Ok, chào anh. Thôi, mình là Khương Nhật Minh, dạ, YouTuber dạ. Đến từ Vĩnh Long. Okay. Hôm nay thì có dịp đến giới thiệu về cái chỗ của anh. Dạ, dạ. Anh có thể chia sẻ với em là anh tên thật là gì không anh Nút? Dạ, anh tên Hậu. À, anh Hậu. Vậy là cậu Út là cái tên bản hiệu của bên anh lấy. Dạ, dạ. Phải không ạ? À? Dạ đúng rồi. Dạ, vậy là mình khai trương rồi, bữa là 10 tháng 9. Dạ đúng rồi. Dạ, cũng gần 1 tháng rồi. Dạ. Từ đâu anh có cái ý tưởng mà xây dựng những cái tum ở trên cái mặt nước như thế này? Cũng vô tình, vô tình. Có nghĩa là anh vô tình anh thấy như dạ. thế nào hả?
nó cũng như có cái khung sẵn là mình muốn làm gì luôn à. À, có nghĩa là mình có sẵn cái khung. Nhưng mà anh nghĩ là mình xây dựng nên ở trên mặt nước như vậy để cho khách ăn uống thoải mái. Dạ đúng rồi. Và mát mẻ. Dạ đúng. Đúng không ạ? Dạ. Em thấy thì cái lượng khách của anh khá là bất ngờ đó với em đó. Mặc dù là mưa từ hồi khuya tới giờ mà cái lượng khách của mình là dạ, hiện nay là gần như là ngồi trên đây là không có chỗ ngồi. Full anh, full á. Full luôn ha. Dạ. Dạ. Em nghĩ là những cái thời điểm mà những cái lúc mà nắng thì chắc có lẽ là đông hơn. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, đông. Đúng ha. Dạ. Ở đây thì mình có bao nhiêu cái tôm ở trên mặt nước như thế này anh? Ở đây ra 10 khoảng 8 cái à. 8 cái. Với trong khu rừng tràm nữa. Khu rừng tràm nữa. Dạ dạ. Dạ, vậy là mình tới mấy khu luôn à? Dạ dạ. Dạ, cái diện tích của mình ở đây là được bao nhiêu anh? Cái này em xây dựng mới có 6-7 công mà. Trời ơi, 6-7 công, vậy là mình vẫn còn nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi chắc có lẽ là em không làm phiền anh nữa ha. Để dạ, để cho anh có thể tiếp khách. Rồi, cảm ơn anh. Rồi hỏi anh vài câu thôi, tại vì mình thấy anh khá là lu bu á. Đó là những cái chỗ mà ngồi ăn uống như thế này, khá là ấn tượng đối với mình luôn á. Đó, còn các bạn nhân viên là chở những cái thùng bia ở phía sau bằng những chiếc xe đạp cũng như là bưng đồ ăn nè. Ở đây mình thấy có một cái bạn là chú ý là hồ sâu ở đây là 2 mét thôi. Đó. Về cái chỗ ngồi của bà con ở đây á, của du khách ngồi ở đây á, là một bên á, là một cái rặng dừa xiêm lùng. Mình nghĩ là anh ấy cũng đã trồng một thời gian rồi. Tại những cái gốc cây nha, dừa này mình thấy nó cũng khá là to ha. Còn du khách á, thì sẽ ngồi thưởng thức như thế này. Ví dụ là đối với một cái tum này á, thì du khách là ăn cùng với gia đình của mình là khoảng 5-6 khách. À, còn cái du khách mà nhìn xa xa như thế này là mình thấy là mình thấy du khách ở đây là họ sẽ có cái cần câu để câu cá luôn nè. À, vừa ăn vừa câu cá mà vừa có võng ngồi luôn. Rồi chúng ta hãy cùng đi tham quan tiếp tục thôi. Vậy là đối với cái khu vực này á, là anh ấy có chia sẻ là anh ấy có 8 cái. À, ở đây thì có cái bảng chỉ dẫn là làng bè nè. Còn bên đó là quẹo qua trái là làng dừa. Nơi giải tỏa nỗi buồn. Khá là ấn tượng luôn á. Mình thì để mình đi tham quan chia sẻ với anh chị em cô chú đó đã. À, cái khu vực phía sau này là nhà vệ sinh nè. Bên đây là làng tràm. Ừ, đúng là một cái điểm khá là độc đáo. Những cây tràm ở đây thì mình nghĩ là chắc anh ấy là xây dựng cũng như là trồng để tạo cái nét cảnh quan đặc trưng riêng ha. Những cây tràm ở đây đó thì nói chung thì nó khoảng cái cổ tay của chúng ta thôi. Nhưng mà cái chiều cao của những cây tràm này thì mình nghĩ chắc cũng khoảng là trên dưới 10 mét một cây. Dạ, là như thế này nè. Nguyên một cái khu như thế này. Ở đây thì nếu mà như anh chị em cô chú bác mà muốn ngồi ăn uống á, có một cái chỗ ngồi dễ chịu thì trước tiên là chúng ta phải đặt trước nha. Mình thì mình không có đặt trước, nhưng mà để xem thử con mình có thể có duyên mà ngồi giới thiệu về những cái món ăn được hay không ha. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi chúng ta hãy xem từ từ nha, từng cái khu vực. Khá là ấn tượng. Vừa kết hợp giữa tràm ha, tre, lá. Rồi chúng ta sẽ đi từng khu nha. Mình sẽ đi về cái khu làng bè cũng như là cái làng dừa. Độc đáo quá luôn á. Ở đây thì gần như là những cái chòi nào cũng có một cái cần câu như thế này. Như chòi ở chỗ này cũng như vậy, mình thấy một cái cần câu ở đây. Đó. Du khách gia đình thì ăn uống ở đây thì nó quá là thích hợp rồi đúng không ạ?
À, ngoài ra thì mình thấy cũng có một cái tiểu cảnh là một chiếc xe lôi ở đây, cũng còn khá là mới đây. Để cho du khách có thể là chụp những cái bức ảnh kỷ niệm đúng không ạ? Rồi, chúng ta xem thử cái khu vực bên đây nha. Bên đây là một cái chòi, là mình thấy là cái số 16 nè. Xung quanh là những cái cây tràm, rất là nhiều luôn đúng không ạ? Cái đường đi ở đây thì bằng cây, vào trong đây thì bê tông, nói chung là nó cứng lắm. Sau ra là hấp dẫn quá. Nhìn nó thật sự là rất là mát con mắt luôn á anh chị em cô chú bác. Tre, à không, tràm, dừa, đó, rồi lá dừa nước nè. Rất là ấn tượng luôn. Ngoài ra chúng ta còn cái khu vực phía sau nữa. Nói chung bàn ghế thì nó không có điểm khác biệt lắm nè. Ngoài ở đây mình thấy cũng có những cái cục wifi ở đây. Thì sẵn đây là mình có cái cuốn menu nè, mình sẽ chia sẻ với anh chị em cô chú bác luôn nha. Về cái làng du lịch sinh thái này thì sẽ có bán những cái món ăn gì, ra sao như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta thấy là sẽ có các loại bia ha. Dạ, bia Heineken nè, Tiger nè, bia Việt, Laro, Trongbo, Bibina. À, đây là giá rất là rõ ràng đây. Dạ. Đó là bia. Rồi chúng ta qua tới cái trang tiếp theo ha. Dạ. Là Sài Gòn xanh nè, nước suối nè, nước ngọt nè, giá cũng khá là hợp lý. Citin. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có những cái món khai vị như là ốc bu nè, thịt, gỏi môn hải sản nè, gỏi ếch nè, gỏi xoài nè. Dạ. Gỏi bò, gỏi tép bưởi, gỏi tép chấu bông điên điển, tép chấu trái, cà rô, tôm tích, khoai môn, vân vân, rau muống xào tỏi và rau nhút xào tỏi. Đó, là chúng ta có nước ngọt cũng như là cái món khai vị ở đây. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ có món gì? Dạ, rau ngồng tỏi nè, xào bò, xào tỏi, bí nụ. Cái món này là gì nhỉ? Năng bột à. Bồn bồn, bắp non, nấm rơm, rau càng cua, ba khía, xoài, mắm ruốc, cổ hủ, dừa, lắc xê, tép. Mình thấy cái giá này là rất là hợp lý luôn á, khô mực ha. Bởi hèn chi tại sao mà quán quá trời đông khách luôn. Đặc sản mắm chiên ngã năm nè, cá dứa một nắng nè, cơm trái, kho quẹt, rau luộc, hến, xúc bánh đa nè, gỏi hến nè, sụn gà, sốt trứng muối ha, chiên nước mắm, chân gà rút xương vân vân, cánh gà, cá phổi nướng mỡ hành, à cà phổi, bắp xào tôm khô. Rồi chúng ta sẽ có những cái món gì nữa đây? Giò trường chiên giòn, càng cua đồng, giò heo vân vân. Dạ. Cá sặc. Rồi bên đây là gì ạ? Chuột đồng ha. Dạ. Lương, ếch. Cái cuốn menu này mình thấy cũng rất là nhiều những cái món ăn nè. Tép đất, tôm sú, tôm lóng, cua đồng, ba khía. Dạ, bên đây là nghêu nghe. Nghêu nè, ốc hương nè, ốc bu, ốc đắng. Rồi chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ có sò huyết. Dạ, càng ghẹ nè, cá chim trắng, cá mú. Dạ, bên đây là cá lóc. À, cá lóc này rất là rõ ràng nha, để cá lóc nuôi nè. Đó, cá lóc đồng luôn. Cá trê, cá rô mề, cá kèo. Mình nghĩ chắc cá lóc đồng thì ai cũng lựa rồi. Lần đầu tiên mình mới thấy con cuốn menu mà đề rõ là cá lóc nuôi luôn á. Cá điêu hồng, rất là thật thà luôn. Cá tai tượng nè, cá lao kiến, cá hú, cá chạch và cá ngát. Bên đây thì có cá thòi lòi nè, cá nâu, cá tầm, cá lăng, cá heo.
Dạ, cá heo con á. Rồi chúng ta sẽ có gà nha. Dạ, gà thì cũng có 7 cách chế biến nè. Rồi vịt xiêm ha. Rồi mực nè. Mực trứng. Bên đây là chẳng dừng. Dạ, vú heo, sườn heo, bánh chè. Dạ rồi chúng ta sẽ có gì? Tới bò nha. Bò rồi bắp bò nè. Dạ, rồi tới cua biển nè. Bên đây chúng ta có tôm mũ ni. Dạ, cua đá, cua cốm, ghẹ. Rồi chúng ta sẽ có tôm tích ha, tôm hùm, dạ, ngao, mắm thái, dạ, cuốn bánh tráng nè, các món mì nè, cơm nè. Rồi chúng ta chỉ còn có một trang cuối cùng là chúng ta là những cái món lẩu ha. Lẩu thì từ 150 nè, dạ, tới 350. Nói chung thì giá hợp lý. Rồi đó là hết cái cuốn menu về những cái món ăn ở tại khu du lịch sinh thái Rừng Tràm này. Bây giờ mình sẽ mời anh chị em cô chú ha, cùng đi tham quan tiếp tục về những cái khu vực tiếp theo. Khá là ấn tượng luôn. Một chỗ mà cực kỳ là mát mẻ luôn á. Hay quá. Dính cá rồi hả đệ? Dạ. Cá gì đó? Dạ, cá chê. Cá chê, ok. Wow, vậy là cái này khách câu. Dạ đúng rồi. Ok. Còn đối nếu mà khách câu mà được cá rồi như thế nào? Mình bán cho khách hay chế biến hay như thế nào em hả? Cá lớn khách muốn ăn thì đem vô chế biến. Còn à. Muốn ăn thì thôi cứ tháo và thả xuống. À, chủ yếu là chỉ là cái cảm giác câu cá cho khách thôi đúng không? Dạ. À. Nhưng mà nếu mà có nghĩa là câu lên thì cái giá cá nó cũng sẽ là theo cái cuốn menu đúng không? Cách chế biến này nọ đó. Dạ đúng rồi. À ok. Ở đây vậy là mình có cá chê với cá gì nè em? Dạ cũng có nhiều, có cá chấm cỏ rồi. Cá chấm cỏ. Cá điêu hồng. Có cá cá tra không? Tra như có mà hồi trước á, hồi này okay. Chắc không có. Ok. Vậy là mồi câu ở đây thì như thế nào? Dạ là ở ngoài đem vô. Ở ngoài đem vô. Dạ. À, vậy là ở trong cái khu du lịch mình là có mồi câu cho khách không? Dạ có luôn. À, nhưng mà cái cần câu này là cũng ở ngoài chỗ bãi dưới xe là lấy vô. Dạ đúng rồi. À ok, em hiểu rồi. Vậy là du khách là muốn câu cá thì là ngay chỗ dưới xe là chúng ta. À, cho anh coi cái này là chuột hả? Dạ. Ồ chuột quá hấp dẫn luôn. Cảm ơn em. Vậy là coi như là khách được trải nghiệm cái cảm nhận mà tự tay của mình câu những chú cá ha ở trong đây. Đối với những cái cá này thì nó cái chú này thì nó chưa có to lắm nha. Thật ra là chắc nhân viên sẽ tháo ra và sẽ thả xuống lại. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Nói chung là mình cảm giác được rằng là đây đúng là một cái điểm mà ăn uống và trải nghiệm cùng với thiên nhiên luôn á. Tràm ở đây đúng là những cái bên nhà chỗ anh chủ ha, anh xây có anh tận dụng cái độ mát của những cây tràm này để cho du khách có thể là ngồi ăn uống ở đây. Ở đây là cũng là một trong những cái tôm tiếp theo của du khách nè. Vậy là tùy những cái khu vực thì sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Như là cái hướng mà chúng ta đang đi thì chắc có lẽ là gọi là làng bè, làng dừa.
Ngoài ra thì đối với những du khách có thể tổ chức sinh nhật ở tại đây nè. Và ở đây như mình thấy nè, Happy Birthday Trân Trương, Trương Trân à. Dạ. Đây anh chị em có thể xem ha. Dạ đó, như thế đấy. Rồi chúng ta xem lại khu vực phía sau nè. Dạ, lúc mà cái hướng chúng ta đi vào á là như thế này. Các bạn nhân viên ở trong đây á thì sẽ mặc vào cái áo màu xanh lá cây ha, để cho du khách có thể là dễ dàng phân biệt cũng như là gọi món. Vậy là mỗi cái khu thì sẽ khác nhau. Ví dụ đối với khu này thì mình thấy các bạn trẻ ở đây ngồi hai cái khu bên đây ha, bên khu làng dừa nè. Mình thấy các bạn chú ý ở đây là hồ sâu là 2 mét ha. Đó, là những du khách là sẽ ngồi ăn uống như thế này. Rồi chúng ta hãy cùng tham quan tiếp ha. Đúng là mỗi cái khu vực nó có một cái nét đặc trưng riêng và rất là hay luôn á. Mình khá ấn tượng luôn á, tại vì mình quay rất là nhiều những cái điểm du lịch rồi, nhưng mà đây là một trong những điểm du lịch mà mình thấy nó mang một cái dáng dấp gì đậm chất miền Tây ghê luôn. Chúng ta xem lại cái khu vực này. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Thì ở đây anh chị em cô chú có thể thấy á, là bên chủ quán ha, là sử dụng những cái cây dừa xiêm lùng đó, để không có cho nó quá cao. Mà mình có thể thấy được là những cây dừa xiêm mình nó thấp thấp thấp. Mình đi làm ngang, mình ngang cái tầm khoảng hơn nửa lá dừa luôn á. Chúng ta xem lại cái góc bên đây ha. Cái khu vực nhà bếp thì bên đó đó. Nói chung thì đi đường này là nó cũng rất là gần để phục vụ cho du khách nè, rất là nhanh nè. Khá là ấn tượng luôn. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục đi tham quan thôi. Nói chung là mình thích cái mô hình này lắm luôn rồi đó. Nên nếu có cái này là cái gì nhỉ? Ok, đây anh gửi em nha. Đó. Nói chung thì bên chủ quán là sử dụng về những cái tán cây dừa như thế này để làm mát cái đường mà du khách đi ăn uống cũng như là ngồi ở đây ha. Đó, ở bên đây thì như hồi nãy chúng ta có thể thấy là về chỗ chủ quán là nuôi những chú gà nằm bên đây nè. Có rất là nhiều những cái chú gà trống được nuôi ở đây. Dạ.
Rồi, cái khu vực bên đây là khu vực nhà vệ sinh. Rồi thôi mình quay trở lại nha. Đó cũng là cái khu vực cuối cùng rồi. Mình thấy thì đối với chủ đầu tư ha, người ta cũng đã tính toán rất là kỹ về xây dựng cái đường đi. Để cho du khách dễ dàng ha. Mà mình thấy cá nó ăn móng nè. Nói chung thì mình cũng hạn chế, mình không có quay quá là nhiều về những cái chỗ ăn ngồi của những du khách ha. Mình cũng lướt sơ sơ như vậy thôi, tại vì có những du khách người ta đang ăn á, quay mà chúng đang ăn uống thì nó cũng khá là kỳ đó. Ở đây mình thấy là hình như là ở bên chủ đầu tư họ chặt những cây tràm này thì họ sẽ trồng tiếp những cái khu vực tiếp theo thì bạn. Dạ rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng ra tới cái khu vực ở ngoài này. Khu vực ngoài này thì có một cái điểm khác biệt gì? Đó là khu vực những cây tràm ở ngoài đó là chủ đạo. Còn bên trong đây là những cây tràm cũng như là những cây dừa kết hợp với nhau. Đó, mình thấy thì bên nhân viên đó sẽ lấy những cái bánh sinh nhật của du khách đó, đem vào như thế này. Ngoài ra thì mình thấy cũng có các bạn trẻ nè mặc những bộ áo bà ba ha, để chụp những cái bức ảnh ở bên trong khu du lịch như thế này, hoặc là đi đám sinh nhật hay gì đó không biết. À chắc có lẽ là các bạn đi sinh nhật ha. Ồ, các bạn nhân viên đây rất là dễ thương ha. Dù mình đứng ngay cái đường của các bạn ấy mà chạy xuống là bạn ấy cũng phải đợi cho mình quay xong thì các bạn ấy mới chạy qua. Dạ đây, chúng ta đang ở cái đường đi ra cái khu vực mà tràm ở phía sau này. À, sau cái khu vực tràm này á, thì mình thấy là nguyên một cái cánh đồng lúa mới vừa được thu hoạch. À, khá là độc đáo luôn. Ở ngoài đây thì là chỉ có những cái khu vực tràm thôi, nhưng mà anh chị em cô chú có thể thấy ha, rất là khéo léo trong cái việc mà thi công cũng như là thiết kế luôn của bên chủ quán nè. Rất ấn tượng. Mình đi ra cái khu vực phía sau này ha. Là tới cái khu vực tràm phía sau này là cái khu vực cuối cùng. À, cũng có đang có khách ở đó, thành ra là mình sẽ lại tới đây thì mình sẽ quay ngược lại ở ngoài kia ha.
Phải nói rất là hay luôn. Ngay cả bản thân của mình là quay khá là nhiều về những cái khu du lịch mà mình nhìn thấy còn rất là thích thú về chỗ này. Những cái cây tràm này được cắt tỉa nó không có quá cao ha, để nó không có cái độ quá rậm rạp, mà nó rất là vừa cho những du khách có thể là đi tham quan, chụp ảnh hoặc như là ngồi ăn đó. Mình thấy rất là vừa luôn. Chỗ đựng những đá là nằm ngay chỗ góc ngã ba như thế này. Những cái chỗ ngồi ăn uống ở đây thì anh chị em cô chú bác có thể thấy ha, tùy theo cái tum mà cái số lượng người sẽ khác nhau. Ví dụ đối với cái tum này thì mình có thể thấy được chắc khoảng là trên 10 người. Nói chung là mình rất là khó để tìm một cái tum nào mà trống hoặc là đang giao nếu họ muốn giao tiếp á thì mình có thể quay rõ ràng hơn ha. Rồi chúng ta xem lại khu vực bên kia nè. Món này món cơm trái kho quẹt. Cho anh xem cái quá hấp dẫn luôn. Ok, thank you. Rồi. Cái đường đi của chúng ta là cái cầu bằng cây như thế này, nhưng mà cái độ chắc chắn nó cũng rất là cao ha. Rồi, chúng ta xem cái khu vực ăn uống chỗ này của du khách nè. Chúng ta xem lại về cái đường mà chúng ta mới vừa đi qua. Đó, thí dụ như cái này là chúng ta đứng ở cái khu vực phía sau nè. Có quay em chưa? Dạ có chứ. Hello. Chào anh. Rồi, anh đến từ đâu? An Giang. An Giang. Ok. Anh từ đâu mà anh biết về khu du lịch này? Vui chơi, nghe người ta nói đồn nhiều nè, mấy số. Rồi anh cảm giác như thế nào về cái vui? Chỗ này là vui nhất. Đầu tiên là cảm nhận của anh là cảm nhận nhất. Là mát mẻ nè, vui. Mát mẻ, vui. Anh tên gì ạ? Trung. Anh Trung. Ok, anh Trung đến từ An Giang. Rồi. Dạ, anh ghé xuống đây là từ lúc nào tới giờ? 4 giờ đi đó. 4 giờ đi. Lúc đó anh đi là trên An Giang có mưa không? Có anh. Có mưa. Rồi, rồi xuống đây là tới tới mấy giờ anh Trung hả? Ghé là tới Sóc Trăng là uống cà phê cà pháo rồi mới tới đây. Ở quán này thấy quá ngon rồi. Quá ok. Rồi bây giờ anh em nào có xuống là ủng hộ giùm nha. Dạ. Rồi đồ ăn thì như thế nào anh? Quá ngon, ngon ngon. Ngon lắm đúng không? Ngon lắm. Dạ, đi từ An Giang. 4 giờ rẻ nữa. Dạ. Ok, rồi thôi chúc anh Trung vui vẻ nha. Rồi, okay. Rồi cảm ơn anh. Cho anh coi ké với cái món này là món gì? Cái này là thịt chuột. Còn cái này? Cái này là cơm khóm. Cơm trái khóm đúng không? Dạ. Ok, cảm ơn em. Dạ. Rất là hấp dẫn luôn. Ok. Quay em đi. Đó là cảm nhận của một bạn du khách đến từ An Giang. Thì chắc có lẽ là bạn ấy cũng đi một đi xe ô tô xuống á. Rồi chúng ta xem tới cái khu vực này ha. Nói chung thì bây giờ gần như là chúng ta bích hết về những cái khu vực ăn uống rồi á. Mình cũng muốn cho anh chị em cô chú bác xem thử, nhưng mà những du khách thì họ đang bích hết rồi, đang ngồi bích hết rồi, mình vô mình quay ngang quá thì nó hơi kỳ đúng không ạ? Thật sự từ mà một cái điểm mà du khách mà ở xa mà vượt xuống như thế này thì mình nghĩ là đây là một trong những cái nét đặc trưng và đặc biệt đúng không ạ? Như là khúc này là mình đi ngược trở ra là cái điểm cuối cùng rồi nè. Nói chung là mặc dù là hôm nay là mình không có quay chia sẻ về món ăn với anh chị em cô chú ha,
nhưng mà chúng ta có thể thấy được về cái không gian cũng như là cái điểm đặc trưng của du lịch sinh thái rừng tràm này, phải không ạ? Rất là ấn tượng luôn. Thì mình nghĩ là đây là một trong những cái khu du lịch sinh thái mà mới khai trương trong thời gian gần đây. Mình nghĩ là cái mô hình này ở miền Tây sau này chắc có lẽ sẽ được nhân rộng hơn. Thì chắc có lẽ là mình để mình xem nếu mà còn gì thì mình sẽ chia sẻ với anh chị em cô chú bác ha. Còn nếu mà hết thì mình sẽ kết thúc video ha. Thì mình nghĩ là anh chị em cô chú bác cũng đã cảm nhận được sơ sơ rồi chung với mình rồi ha. Dạ rồi, thì bây giờ mình thấy nói chung anh chủ cũng có thời gian hơn rồi. Thì giờ anh chủ có thể chia sẻ với em là từ đâu mà anh lại có ý tưởng là anh quyết định là anh trồng một cái khu rừng tràm mà để anh mở cái điểm du lịch sinh thái như thế này không anh chủ à? Anh hãy chia sẻ với em. Chia sẻ. Không, không. Thật sự, anh chia sẻ với em cũng như khán giả được biết chứ. Tại sao anh không trồng lúa mà anh lại quyết định anh trồng tràm? Không biết được nói chuyện. Chia sẻ với em đi. Chia sẻ với em tí. Tại vì em thấy cái mô hình mà trồng tràm như thế này á, là gần như là đầu tiên mới thấy. À, còn cái mô hình mà trồng mà trên cái ruộng lúa thì em có thấy về những cái khu du lịch khác rồi. Anh có thể chia sẻ với em là vì sao anh quyết định trồng tràm mà anh không trồng lúa? Hay là anh không trồng sen, trồng súng hay như thế nào không? Cái này cũng không ý định gì chứ trồng chỉ trồng bán thôi, nhưng mà có quyết định là mở quán hay là giữ lại luôn. À, nhưng mà có điều trước lúc đó là ở tràm đây là anh mới trồng đây hay là ngày xưa nó đã có? Trồng 3-4 năm rồi. Có nghĩa là hồi trước là tràm đã có. Nhưng mà tràm lúc đó anh trồng là anh bán cây à? Đúng rồi, đến trồng bán cây. À, rồi sau đó là anh mới suy nghĩ ra. Anh quyết định là mở quán mới giữ lại. À, mở quán giữ lại. Ngoài ra thì cái bên lúa này của mình luôn hay là của cái bên. Dạ, của kế bên. Dạ, so ra là cái mô hình mà anh trồng như vậy thì nó quá là hay luôn á, tại vì lúa thì nó sẽ tàn ha. Còn tràm thì ngày càng thì nó càng to ra thôi. Dạ đúng. À, kể từ lúc mình mở ra tới giờ hình như là ngày nào cũng full khách đó, đúng không anh? Cái này mà không đặt trước thì chắc có lẽ là cũng khó mà coi chung ngầu. Đúng rồi, cuối tuần á đông lắm. Đúng rồi nè. Dạ. Phải nói là đây là một trong những cái điểm mà du lịch sinh thái mà rất là ấn tượng luôn. Từ đó giờ thì anh chủ là có kinh doanh loại hình cái dịch vụ du lịch như thế này chưa? Hay là có bán gì chưa anh hả? Lúc trước có kinh doanh quán ốc rồi. À, quán ốc. Dạ. 8 năm. 8 năm. Là anh cũng bán ở tại Sóc Trăng này như thế nào? Đúng rồi. À. Rồi sau đó là anh mới áp dụng cái ẩm thực đó của mình để qua phát triển bên khu du lịch sinh thái như thế này. Dạ đúng rồi. À, còn cá mà em thấy khách ở đây người ta câu là anh thả hay là nó đúng rồi, cá nuôi cũng mấy năm rồi. À, cũng mấy năm rồi. Nhưng mà cá đó thì nếu mà khách câu dính thì như thế nào? À, càng ký chế biến. À, đó là cá to ha. Còn những con cá nhỏ thì khách có thể là nhờ nhân viên tháo ra để thả xuống nước lại. Đúng rồi. Đúng không ạ? Ở đây mình thả cá gì anh chủ à? Cá tai tượng. Cá tai tượng. Điêu hồng. Cá chấm cỏ là nhiều loại á. Dạ, cá chấm cỏ nhiều loại. Nói chung thì em thấy nãy giờ thực khách của anh là gần như là ai cũng rất là hài lòng về cái hình thức này, cũng như là cái chỗ ngồi ăn uống cũng như là giá cả đó. À, nói chung thì em cũng rất là có duyên thì mới biết được cái chỗ anh và chia sẻ với anh chị em cô chú bác ở trong video ngày hôm nay ha, được biết tới về khu du lịch sinh thái Cầu Út của mình. Thì thôi chắc có lẽ là cũng không làm phiền anh nữa. Rồi thì chúc anh ha ngày càng thành công hơn nữa trong cái công việc của mình. Dạ rồi, rồi hẹn gặp lại anh vào một thời gian có duyên sau. Rồi, chúc anh sức khỏe cậu Út ha. Dạ, rồi, chào cậu Út. Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau ha, đi ngược trở ra để mình sẽ kết thúc video. Nói chung thì mình cũng muốn bài Black Cam để cho anh chị em, cô chú bác cảm nhận rõ hơn. Nhưng mà do là cái của khu vực này á, nó lại khá là gần cái sân bay của Sóc Trăng, ra là mình không khởi động cái live cam được. Ron á, cái thiết bị bay không người lái á. Dạ. Yeah. Nhưng mà chắc mình nghĩ là anh chị em cô chú bác cũng đã cảm nhận được rõ ràng rồi đúng không ạ? Giờ thì hết mưa rồi.
nhưng mà cái lượng khách thì càng lúc càng đông hơn. Thôi mình đi đường này ha, rồi sau đó mình sẽ đi ngược trở ra. Ở đây thì như anh chủ có chia sẻ là cái số lượng mà nhân viên hiện nay ở đây á, phục vụ là từ khoảng gần 50 người. Ở đây chúng ta có thể thấy là cua đồng. Hai cái chỗ ngồi ăn uống của du khách hồi nãy bên đây. Mình cũng đã chia sẻ rồi. Thôi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Một lần nữa cảm ơn anh chị em, cô chú bác rất là nhiều ha, đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh chị em, cô chú bác vào video tiếp theo. Khương Nhật Minh chúc anh chị em, cô chú bác xem video vui vẻ. Khi nào mà anh chị em có ghé đến Sóc Trăng mà tìm kiếm về một cái điểm du lịch sinh thái ngồi ăn uống câu cá như thế này, thì đây là một trong những cái điểm mà mình chia sẻ giới thiệu với cả nhà và quý vị. Theo mình thấy là giá hợp lý, chỗ ngồi mát mẻ và nó có một cái nét rất là đặc trưng. Lần nữa cảm ơn anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào video gần nhất. Chúc anh chị em, cô chú bác xem video vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và có những cái kinh nghiệm du lịch cùng với mình ha. Chào tạm biệt cả nhà và quý vị ạ. Phải nói thì sau khi mà trời hết mưa thì bây giờ cái số lượng mà du khách mà đến với khu du lịch sinh thái rừng tràm Cầu Úc này là càng lúc càng đông hơn. Bây giờ chúng ta không còn một cái chỗ ngồi nào nữa. Thời điểm hiện nay thì cũng chưa tới 1 giờ trưa thôi. Dạ. Nhưng mà có thể nói là đây là một trong những cái điểm du lịch sinh thái rất là mới mẻ và rất là ấn tượng luôn.